Nị, nị nghe về chế độ ăn chay trường chưa nị? Nị nghĩ sao nếu mình theo chế độ đó? Cô cũng đã từng nghĩ về cái chuyện đó. Và câu trả lời của cô là cô không thể ăn chay trường được. Nị cũng biết lắm nha. Có rất nhiều trường phái dinh dưỡng khác nhau. Ăn chay nè, ăn thô nè. Ăn thô là mình ăn rau củ, trái cây sống, không qua nấu chín đó nị. Ăn keto là chế độ ăn ít carb và nhiều chất béo tốt, rồi eat clean, rồi ăn mặn, ăn ngọt, ăn hàng, ăn tùm lum. Và cũng có nhiều nghiên cứu về mấy chế độ ăn này lắm, mỗi nghiên cứu mỗi khác. Người thì nói ăn chay tốt, người thì nói cần phải có tinh bột, có đạm, người thì khuyến khích ăn trái cây để chữa lành. Cô thì cô không phải chuyên gia dinh dưỡng và cô cũng không thấy mấy nghiên cứu về chế độ ăn này nó đủ thuyết phục. Nhưng mà cô thấy á, suy cho cùng nha, mọi người tìm kiếm một cái chế độ ăn hoàn hảo để làm gì? Để sống lâu và sống hạnh phúc hơn, đúng không? Cô từng xem một đoạn phỏng vấn các cụ bà trên 100 tuổi, đa số các cụ đều có chế độ ăn và sinh hoạt khác nhau. Cô sẽ để link bên dưới cho nị xem nha. Có cụ thì thích ăn spaghetti, cụ thì uống vài ly rượu, cụ thì ăn rau, ăn trái cây, không cụ nào giống cụ nào hết. Hay nhà mình á, như bà hay kể nị nghe đó, có cụ ông cũng 100 tuổi rồi, trong khi á, nhiều người khuyến cáo là nên ít ăn đường, vậy mà cụ lại rất thích ăn đường và vẫn sống khỏe mạnh đến bây giờ. Nên cô mới nói á, không có một cái công thức cụ thể nào cả, và chế độ ăn chỉ là một trong nhiều yếu tố ảnh hưởng đến cái chuyện sống lâu thôi. Ngoài ra còn phải kể đến lối sống nè, rồi thói quen sinh hoạt, ngay cả số phận nữa nị. Ví dụ như một người ăn chay đi mà lười tập thể dục, hay là suốt ngày suy nghĩ chuyện giành giật tới héo hon, thì làm sao mà sống lâu sống vui được. Hay có người ăn rau để duy trì sức khỏe mà bản thân người ta không có thích ăn rau, mỗi lần ăn đều cảm thấy như cực hình vậy, vậy thì cuộc sống cũng đâu có còn gì vui nữa. Nên cô thấy mình cứ ăn như bình thường, không quá nhiều không quá ít, đừng ăn một món gì nhiều quá, cũng đừng nên để thiếu thốn. Quan trọng là mình thấy hạnh phúc và khỏe mạnh là được. Ăn chay cũng được, ăn mặn cũng được, miễn sao mình vui là được. Cơ thể mình hay lắm nha, nó sẽ tự lên tiếng khi có gì đó mất cân bằng. Ví dụ như khi mình thiếu đường nè, thì mình sẽ có phản ứng thèm đồ ngọt, hay ăn mặn quá thì sẽ thấy khát nước, ăn no quá thì thấy người nặng nề, buồn ngủ. Nên thay vì á quá bận tâm vào chế độ ăn kia, hãy cứ thử lắng nghe cơ thể mình và tận hưởng cuộc sống thôi đi. Ngày ngày chịu khó vận động tay chân, rồi đi bộ, hít khí trời nè, vận động đầu óc, học hành, đọc sách này nọ. Rồi ăn uống thì ăn những gì mình thấy ngon miệng với một lượng vừa phải để còn thấy ngon hoài, chứ ăn nhiều quá ngán mà sau này bỏ luôn cái món đó đó. Lâu lâu ăn một cái kem hay một cái bánh ngọt để bản thân cảm thấy vui cũng không sao đâu nị. Sống lạc quan và biết đủ là tự nhiên thấy khỏe à. Nhớ nha nị, mong nị thành người đàng hoàng. Bye nị.